Đây là cái khu trải nghiệm TV Lifestyle của Samsung ở Samsung 68 ngay dưới tòa tháp Pitico. Rất là đẹp, mời tất cả các bạn ghé đây trải nghiệm một cái không gian tuyệt vời. Rất rất đẹp. Đó. Đây là cái TV The Series với cái ghế sofa màu hồng và những cái kệ sách rất là đẹp. Các bạn ghé đây để chụp hình. Đây là những khung tranh The Frame với khung tranh chính lớn ở đây là cái TV khung tranh. Còn những cái tranh nhỏ nhỏ tô điểm thêm cái vách tranh. Các bạn có thể ghé đây để nhìn những cái tác phẩm cũng như cách bố trí để các bạn có thể làm cho căn nhà của mình với một cái vách tranh và cái tivi nằm ở giữa. Còn đây là cái chỗ để The Zero, một cái tivi xoay hoàn toàn mới, trang trí một cái góc giống như cái quán cà phê hoặc là một cái góc quán bar nhỏ. Các bạn hình dung được là cái TV The Zero nó dễ thương như thế nào, nó đẹp như thế nào và nó xoay, nó tiện ích như thế nào. Rất là đẹp. Mời các bạn ghé trải nghiệm góc trưng bày TV Lifestyle của Samsung ngay bên trên lầu 1 của cửa hàng Samsung 68, tòa tháp Pitico.